Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, bây giờ máy đang xuống nha bạn. Ai cha. Rồi xuống ghe. Để xuống ghe. Ai cha, cái mé bờ kè nguy hiểm quá nha. Xuống về cái xuống tới cho chú ruộng lại hả? Rồi đó các bạn, xuống đây là hai máy bắt đầu đua ở đây nha. Ở đường Nguyễn Phu này nè, chân khu này luôn đó, chạy lòn ra tuốt ăn xảo luôn, hết khu này luôn đó, hai máy. Ở đây thì hai máy kéo. Bây giờ chờ chú ruộng đem bao lại là chạm nha bạn. Bao tới rồi, bao tới rồi. Xuống chạm thôi. Rồi đến đây kéo xuống. Cha mưa tới luôn hả trời. Cảm nha bạn. Hai máy luôn nhau luôn. Hai cây 70 Bluetooth 2018 hết luôn nha. Đây thì nó là cái miếng này nó gòn các bạn, khô rang à. Vậy thì bao phê. Trời đang mưa lâm râm lại luôn.
cắt ngang các bạn ơi, tại đó nó có cái mẫu nhỏ. Bên đây thì đang chờ. Đang chờ lính lại các bạn. Đến mùa Blues 2018 thì nói chung mấy dòng này thì mình cũng có giới thiệu cho lượt nhiều rồi ha. Cây này thì hàm còn in nha các bạn. Còn 2 mét nè. 2 mét 2 cũ đó. Chích thì nó bề ngang 5 tấc, bề dài 54 gai. Hai cây đi trang nhau.
tí ha, tại cái đầu dưới này nó hơi thấp hơn đó. Đây là 2018, cây này thì bữa hổm mình cũng có đăng một clip là kêu bán đó các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì mình điện ngay vô cái clip đó ha. Mình để cho điện thoại ở bên cái clip đó. Chung máy đang hoạt động bình thường các bạn. Nói chung dòng máy cắt mà. Thì hư cái nào mình thay cái đấy mình chạy thôi. Cây kia thì qua thải giạt trên cái miếng trên rồi đó các bạn. Lên miếng mới rồi ha. Bộ 2 Kubota DC40 2018. Nói chung cây này thì chùm cái keo xanh thôi chứ lột ra xem còn mới lắm nha các bạn. Tính là chủ thì cũng kỹ. Rồi không có con chỗ cả luôn. Làm như nó dồn lên đầu trên nè. Nãy chụp xăng cũng được 4-5 con. Thủ rồi, có không ta? Thủ cái này coi.